Chào các bạn. Video này xin chia sẻ cách xóa cái danh bạ trong Zalo. Trước tiên mình mở Zalo ra. Đó. Zalo này, mình sẽ nhìn xuống phía dưới. À, phía dưới các bác nhé. À, bên cạnh tin nhắn ấy, đầu tiên là cái dòng phía dưới cùng ấy thì đầu tiên là tin nhắn. Thứ hai là danh bạ. Đấy, thì mình kích vào danh bạ các bác nhé. Đấy, kích vào danh bạ. Thì ở phía dưới này nó sẽ hiện danh bạ ra cho mình. Tất cả danh bạ lưu và chưa lưu. Đó. Thì mình sẽ xóa bằng cách nào? Mình sẽ giữ một lúc các bác nhé. Đây. Đây ví dụ như là anh Liêm này. À, em muốn xóa cái anh Liêm này, em mình ấn dí một lúc. Đấy, dí một lúc nó sẽ hiện ra như này. Mình sẽ ấn vào chữ xóa bạn là xong. Đấy, ấn xóa. Đấy, vậy là mình đã xóa toàn bộ rồi. Đấy. Và sau này mình muốn xóa nữa thì mình có thể gạt sang. Đấy, người này em không muốn xóa này em mới để nguyên. Đấy, cái này không muốn xóa, để nguyên. Đấy, ví dụ như là có người mà em muốn xóa thì em sẽ kích vào đây. Đấy, em xóa ở đây. Đây cái này. Đấy, thì em sẽ xóa cái người này đi chẳng hạn. Đấy, quản lý. Đấy. Vân vân. Đấy, thì em sẽ xóa từng người một. Đấy. Đây là cái người mà kết bạn qua Zalo với em đấy. Đấy.